Mới đây, một cặp đôi Thanh Hóa đã gây ấn tượng bởi yêu cầu chạy bộ đến đón dâu từ phía nhà gái với quãng đường từ huyện Quảng Xương sang Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa, dài gần 19 km. Theo đó, cặp đôi được nhắc đến với màn rước dâu độc lạ là Đàm Thanh Tùng, 36 tuổi và Lê Trang, 28 tuổi, vốn là hai runner quen thuộc trong cộng đồng marathon. Để đón dâu cho kịp giờ, từ hơn 4 giờ sáng, anh Tùng đã chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu cuộc chạy quan trọng nhất đời mình. Mặc dù là chú rể, nhưng anh Tùng vẫn mặc đồ chạy để hoàn thành thử thách, quần áo chú rể sẽ được mang đến sau để thay. Vì biết rằng có người đang đợi mình ở phía trước, anh Tùng càng có động lực hơn, chạy không biết mệt mỏi, cuối cùng đã hoàn thành 19 km trong khoảng thời gian 1 tiếng 38 phút và có mặt tại nhà gái để làm lễ cưới. Dù mệt vì chạy một quãng đường dài, nhưng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì đã hoàn thành thử thách, được vợ và mọi người công nhận thành tích. Họ đến với nhau vì những cung đường chạy, thì cung đường cuối cùng để về bên nhau, họ cũng muốn chạy bằng chính đôi chân của mình. Hy vọng cả hai sẽ có được hạnh phúc mãi mãi, cùng nhau hoàn thiện tiếp hành trình chạy mà bản thân đặt ra.